Cảm ơn quý khán giả đang giữ màn hình của Hồng Việt TV trở lại với bản tin ngày thứ tư hôm nay. Sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với anh Ngọc Chiểu. Sau đây là phần tin quốc tế. Nga cho binh lính Ukraine ở thành phố Mariupol thời hạn chót để mà phải đầu hàng. Hôm nay thì Nga đã cho binh lính Ukraine ở thành phố Mariupol thời hạn chót để mới phải đầu hàng khi mà Moscow quyết tâm giành được chiến thắng trong cuộc tấn công ở miền đông của Ukraine, trong khi Tây Phương thì hứa hẹn tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Hàng ngàn binh lính Nga đang tiến hành cuộc tấn công được giới chức Ukraine gọi là trận Donbass. Cuộc xâm lược gần 8 tuần của Nga chưa chiếm giữ được bất kỳ thành phố lớn nào, buộc Moscow phải chuyển sang tập trung vào khu vực ly khai ở miền đông của Ukraine. Cuộc tấn công lớn nhất một nước Âu Châu kể từ năm 1945 đã khiến cho gần 5 triệu người phải chạy ra ngoại quốc và biến các thành phố thành đống đổ nát. Nga đang tấn công nhà máy thép Azovstal là thành lũy còn lại của thành phố cảng Mariupol, và Moscow thì tìm cách kiểm soát hoàn toàn Mariupol nhiều tuần qua. Chiếm giữ được thành phố này sẽ là một phần thưởng chiến lược lớn, nối liền vùng lãnh thổ quân ly khai kiểm soát ở miền đông với khu vực Crimea đã bị Nga sát nhập vào năm 2014. Nhưng chưa có một quân nhân Ukraine nào bỏ vũ khí xuống, và sau khi tối hậu thư đầu hàng trước đó đã qua đi. Các vị chỉ huy của Ukraine thì cam kết không đầu hàng. Lãnh đạo của quân đội Ukraine cho hay là sáng hôm nay, giao tranh vẫn diễn ra tại nhà máy thép, trong khi lực lượng của Nga tấn công gần với thành phố Kharkiv. Tình báo của quân đội Anh thì cho hay là giao tranh ở khu vực Donbass gia tăng khi mà lực lượng của Nga cố gắng phá vỡ hàng phòng thủ và chặn đứng tiếp viện của Ukraine. Tòa Bạch Ốc cho hay là các lệnh trừng phạt mới đang soạn thảo, và Tổng thống Joe Biden trong vài ngày tới sẽ công bố khoản viện trợ quân sự mới tương tự với khoản viện trợ 800 triệu đô la vào tuần trước. Quần đảo Solomon trấn an thỏa thuận an ninh với Trung Cộng sẽ không phá hoại hòa bình trong khu vực. Thưa quý vị, Thủ tướng Manasseh Sogavare hôm nay nói với Quốc hội quần đảo Solomon rằng quyết định ký thỏa thuận an ninh với Trung Cộng sẽ không ảnh hưởng hay phá hoại hòa bình và hòa thuận trong khu vực. Ông Sogavare xác nhận thỏa thuận đã được Bộ trưởng Ngoại giao hai nước ký kết một ngày sau khi Trung Cộng công bố thỏa thuận đã ký kết trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Thỏa thuận gây ra lo ngại ở Canberra về khả năng hiện diện quân sự của Trung Cộng chỉ cách nước Úc chưa đến 2.000 km. Bộ trưởng Ngoại giao Tân Tây Lan Nanaya Mahuta hôm nay cho biết Tân Tây Lan nói rõ với cả quần đảo Solomon và Trung Cộng về lo ngại thỏa thuận có thể gây ra bất ổn ở khu vực Thái Bình Dương. Thủ tướng Tân Tây Lan Jacinda Ardern cho hay quần đảo Solomon phá vỡ thỏa thuận với nhóm khu vực, trong đó các nước phải bàn thảo vấn đề phòng thủ với nhóm trước khi đưa ra quyết định. Bà nói rằng Tân Tây Lan lo ngại về nguy cơ quân sự hóa Thái Bình Dương và tiếp tục kêu gọi quần đảo Solomon phối hợp với Thái Bình Dương về bất kỳ lo ngại nào liên quan đến an ninh. Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết, điều phối viên Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Kurt Campbell hôm nay đã gặp Thủ tướng Fiji ở Suva để thảo luận an ninh khu vực, và ông cũng sẽ đến Papua New Guinea và quần đảo Solomon. Tòa Bạch Ốc trước đó cho hay, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Tân Tây Lan và Úc đều lo ngại về thỏa thuận an ninh của quần đảo Solomon với Trung Cộng, cũng như rủi ro lớn của nó đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Truyền hình của Đài Loan đã đưa tin nhầm về cuộc tấn công của Trung Cộng. Một đài truyền hình ở tại Đài Loan vào hôm nay xin lỗi và kêu gọi dân chúng là không hoảng loạn sau khi đã loan tin nhầm là có một cuộc tấn công của Trung Cộng ở Đài Bắc giữa lúc mà căng thẳng quân sự tăng cao với Bắc Kinh. Trong bản tin phát trực tiếp vào sáng hôm nay, thì đài CTS đã cho hiển thị báo động ở phần dưới màn hình về chiếc tàu quân đội và hạ tầng trọng yếu gần Đài Bắc đã bị hỏa tiễn Trung Cộng tấn công. Báo động đã đi kèm cảnh báo như là chiến tranh có thể bùng nổ. Một nhà ga xe lửa tại Đài Bắc bị điệp viên Hoa Lục phóng hỏa,
và Tổng thống của Đài Loan thì tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng, thì sứ ngôn viên của đài CTS đã kêu gọi mọi người không nên quá hoảng loạn và ngỏ lời xin lỗi và giải thích cảnh báo trên là dành cho cuộc diễn tập của Sở Cứu hỏa thành phố Tân Bắc vào hôm thứ Ba, nhưng hiển thị lại nhầm vào sáng hôm nay do trục trặc kỹ thuật và không có dấu hiệu hoảng loạn ở tại Đài Bắc sau bản tin trên. Trung Cộng tuyên bố là có thể dùng vũ lực để mà chiếm lại Đài Loan và tăng cường hoạt động quân sự trong vòng 2 năm qua để buộc hòn đảo phải chấp nhận tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh. Và Đài Loan đã nâng mức báo động kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, lo sợ là Trung Cộng có thể thực hiện một cách tương tự. Mặc dù chính quyền chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của một cuộc tấn công sắp diễn ra. Chiến sự ở Ukraine đã mở ra cuộc tranh luận về bài học cho Đài Loan và biện pháp củng cố chuẩn bị sẵn sàng. Tuần trước thì quân đội của Đài Loan đã phát hành cẩm nang phòng vệ dân sự lần đầu tiên, hướng dẫn sinh tồn cho người dân trong trường hợp xảy ra chiến tranh. Qua tin tiếp theo, hàng trăm người Rohingya bỏ chạy sau cuộc bạo động tại trung tâm tạm giữ di dân ở Malaysia. 6 người tị nạn Rohingya từ Miến Điện, trong đó có 2 trẻ em bị xe tông chết trên một con đường ở Malaysia khi hàng trăm người bỏ chạy khỏi một trung tâm tạm giữ di dân khi cuộc bạo động bùng phát vào sáng hôm nay. Tổng cộng có 582 người Rohingya thoát ra ngoài trung tâm Sungai Pakap ở Penang, mặc dù 362 người sau đó đã bị bắt giữ lại. Malaysia lâu nay là điểm đến ưa chuộng của người Rohingya chạy trốn ngược đãi ở Miến Điện hoặc các trại tị nạn ở Bangladesh. Từ năm 2020, hàng ngàn người đã bị đưa vào các trung tâm tạm giữ đông đúc, được nhà chức trách Malaysia giải thích là để ngăn chặn COVID-19 lây lan. Cảnh sát vẫn đang điều tra nguyên nhân cuộc bạo động hôm nay, trong khi cơ quan hữu trách truy tìm những người bỏ trốn. Trong cuộc họp báo, cảnh sát trưởng tiểu bang Kedah cho hay 2 nam giới, 2 phụ nữ, 1 bé trai và 1 bé gái tử vong sau khi bị xe đụng trong lúc băng qua đường cách trung tâm tạm giữ khoảng 8 km. Trước cuộc bạo động, trung tâm tạm giữ 664 người tị nạn Rohingya, trong đó có 137 trẻ em. Cảnh sát Sri Lanka bắn người biểu tình làm cho ít nhất 13 người bị thương vong. Thủ tướng Mahinda Rajapaksa vào hôm nay cho biết là ông hy vọng cảnh sát sẽ điều tra cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình, dẫn đến trường hợp tử vong đầu tiên trong nhiều tuần bạo loạn dân sự. Cảnh sát vào hôm thứ Ba đã bắn đạn thật để mà giải tán người biểu tình ở thành phố Rabukana, đã làm cho một người bị thiệt mạng và 13 người khác bị thương. Biểu tình lan rộng toàn quốc trong nhiều tuần qua do dân chúng bất bình vì cách mà chính phủ điều hành nền kinh tế, dẫn đến việc thiếu hụt hàng hóa cũng như là việc cúp điện kéo dài. Trên Twitter thì ông Rajapaksa đã bày tỏ tin tưởng cuộc điều tra công tâm sẽ diễn ra. Và hôm nay thì thành phố Rabukana đã yên tĩnh, không có nhiều cảnh sát trên đường phố. Và cái chết vào hôm thứ Ba là trường hợp tử vong đầu tiên kể từ khi làn sóng biểu tình bắt đầu vào tháng trước. Sự việc diễn ra khi giới chức Sri Lanka gặp Quỹ Tiền tệ Quốc tế là IMF để mà bàn thảo chương trình vay nợ khẩn cấp nhằm giải quyết thiếu hụt xăng dầu và hàng hóa thiết yếu. IMF vào hôm nay cho biết là cuộc thảo luận mới ở giai đoạn sơ khởi và bất kỳ thỏa thuận nào cũng đòi hỏi Sri Lanka phải bảo đảm là có thể giải quyết tình trạng nợ nần bất chắc. 20 triệu người có nguy cơ chết đói do hạn hán ở vùng sừng Phi Châu ngày càng tồi tệ hơn. Thưa quý vị, Liên Hiệp Quốc cảnh báo 20 triệu người có nguy cơ chết đói trong năm nay do hạn hán ngày càng tồi tệ hơn ở Kenya, Somalia và Ethiopia. Hạn hán trong nhiều tháng qua đã đẩy vùng sừng Phi Châu đến bên bờ vực thảm họa nhân đạo, phá hủy mùa màng, gia súc và buộc nhiều người rời khỏi nhà cửa đi tìm lương thực và nước uống. Chương trình Lương thực Thế giới WFP cho hay do mùa mưa hiện tại đã qua gần một tháng nhưng vẫn chưa có mưa, số người đói ăn vì hạn hán có thể tăng từ ước tính 14 triệu người hiện nay lên 20 triệu người trong năm nay.
6 triệu người Somalia, tương đương với 40% dân số, mất an ninh lương thực nghiêm trọng và nạn đói có thể xảy ra trong những tháng tới nếu tình hình hiện tại kéo dài. Ở Kenya, nửa triệu người đứng bên bờ vực cuộc khủng hoảng đói ăn, với các cộng đồng ở miền Bắc bị ảnh hưởng nặng vì họ phụ thuộc vào gia súc. Số người Kenya cần hỗ trợ tăng lên hơn 4 lần trong vòng chưa đầy 2 năm. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở miền Nam và Đông Nam Ethiopia tăng cao hơn ngưỡng khẩn cấp, trong khi miền Bắc nước này chìm trong cuộc xung đột 17 tháng qua giữa lực lượng chính phủ và quân nổi dậy Tigray. Nhiều khu vực ở vùng sừng phía châu bị ảnh hưởng vì xung đột đang diễn ra, nghèo đói và dịch châu chấu. Đại diện cho Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc FAO tại Liên Hiệp Phi Châu nói rằng chúng ta phải hành động ngay nếu muốn tránh một thảm họa nhân đạo. Tình hình trầm trọng hơn vì chiến sự ở Ukraine, cuộc chiến làm giá cả lương thực và nhiên liệu tăng vọt, trong khi làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Một nhà hoạt động của Hồng Kông lãnh án 40 tháng tù vì tội kích động phản loạn. Một nhà hoạt động đối lập ở tại Hồng Kông vào hôm nay bị kết án 40 tháng tù sau phiên xử tội kích động phản loạn đầu tiên kể từ khi thành phố được Anh Quốc trả lại cho Trung Cộng cách đây gần 25 năm. Khi kết án ông Tam Tắc Chi, thẩm phán Stanley cho biết rằng ông không thể làm ngơ thực tế xã hội chính trị của Hồng Kông sau các cuộc biểu tình kéo dài và bạo lực đã làm chấn động thành phố vào năm 2019. Nhắc lại các vi phạm của ông Tam đã xảy ra nửa đầu năm 2020, thì thẩm phán cho hay là tòa án không thể bỏ qua thực tế xã hội và chính trị khi đưa ra bản án, vốn cũng cho phép hiểu rõ hơn tính nghiêm trọng của tội phạm của bị cáo và mục đích chính trị của nó. Ông kết án ông Tam 11 tội danh như dùng lời lẽ kích động phản loạn, gây rối trật tự công cộng và tham gia tụ tập trái phép. Ông Tam cũng bị phạt là 5.000 đô la Hồng Kông, tương đương 640 Mỹ Kim. Ông Tam bị bắt giữ vào tháng 7 năm 2020, vài tuần sau khi mà Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia ở tại Hồng Kông. Trong khi tội danh liên quan đến những vi phạm có trước luật mới và phiên xử ông Tam do thẩm phán Chan phụ trách. Ông Chan là thành viên của một ủy ban mới do lãnh đạo Kerulam lựa chọn để mà xét xử các vụ an ninh quốc gia. Ông Chan trước đó đã chấp nhận lý luận của phía công tố rằng ông Tam công khai sử dụng khẩu hiệu biểu tình giải phóng Hồng Kông, cuộc cách mạng của thời đại chúng ta, mang ý nghĩa ủng hộ độc lập. Tại tòa án, thì luật sư của ông Tam cho biết là ông muốn thay đổi cho xã hội không vì lợi ích của bản thân ông. Và các luật gia địa phương cho hay tội kích động phản loạn từ thời thuộc địa không được sử dụng nhiều thập niên qua, nhưng có lẽ sẽ được sử dụng thường xuyên hơn sau khi mà luật an ninh quốc gia có hiệu lực. Tin thế giới tiếp theo cho hay Singapore sẽ treo cổ người bị kém trí tuệ, bị xử tử vì buôn lậu ma túy trong tuần tới. Một người Malaysia bị kém trí tuệ sẽ bị treo cổ ở Singapore trong tuần tới sau khi bị bác kháng cáo, bất chấp quốc tế lên tiếng về trường hợp của anh. Nazenthan Damalingam bị bắt giữ năm 2009 vì buôn lậu khoảng 42 gram heroin vào Singapore, đất nước có luật phòng chống ma túy nghiêm ngặt nhất thế giới, và bị kết án tử hình sau đó. Nhưng kế hoạch xử tử anh bị chỉ trích mạnh mẽ vì lo ngại về tình trạng kém trí tuệ của anh, với Thủ tướng Malaysia, nhóm chuyên gia Liên Hiệp Quốc và tỷ phú người Anh Richard Branson nằm trong số những người kêu gọi Singapore giảm án tử hình cho anh. Sau cuộc chiến pháp lý kéo dài trong nhiều năm, người thanh niên 34 tuổi bị bác kháng cáo cuối cùng vào tháng trước, khi các thẩm phán phản bác lý luận cho rằng xử tử một người bị thiểu năng trí tuệ là vi phạm luật quốc tế. Gia đình anh vừa được thông báo anh sẽ bị xử tử vào thứ Tư tuần tới. Luật sư nhân quyền Ravi cho hay Singapore sẽ không bao giờ có thể vượt qua sự ô nhục trước cộng đồng quốc tế vì treo cổ một người thiểu năng trí tuệ. Tháng trước, Singapore thực hiện cuộc xử tử đầu tiên kể từ năm 2019 khi treo cổ một người buôn lậu ma túy, và nhiều người khác có thể sẽ bị xử tử trong những tháng tới. Cũng như Nagendran, ba người bị kết tội buôn lậu ma túy cũng bị bác kháng cáo cuối cùng.
Từ năm 2016 cho đến 2019, Singapore treo cổ 25 người, đa số các tội liên quan đến ma túy. Con heo Putin được đặt tên mới tại công viên động vật hoang dã ở Đức. Một công viên động vật hoang dã ở tại Bavaria đã từng đặt tên cho một con heo rừng tên là Putin do bộ chinh thuộc nước Nga của nó vừa tổ chức buổi lễ vào hôm thứ Ba để mà đặt lại tên cho con heo này bằng một cái tên miền Nam nước Đức truyền thống bởi vì sau cuộc xâm lược Ukraine của nước Nga. Eka Mikis là quản lý của công viên ở ngoại ô thành phố Memesel cho biết là ông đặt tên cho con heo rừng theo tên của Tổng thống Nga là Putin cách đây 3 năm vì nó được nhân giống từ loài heo thuần chủng từ nước Nga. Nó nặng gần 200kg và con heo rừng này đã nặng hơn 3 lần so với con heo thông thường ở tại Đức. Nhưng gần đây thì mỗi khi ông ta gọi tên con heo thì ông lại rùng mình khi nhắc đến cái tên Putin trong khi chiến tranh đang diễn ra. Ông cũng lo ngại về cảm giác của những người đến thăm viếng là người Ukraine nếu họ phải tiếp tục nghe thấy tên của Tổng thống Nga. Mikis quyết định là không đặt tên với loài heo này nữa và chuyển sang các kênh mạng xã hội của ông trên công viên để tìm tên mới. Trong số 2.700 tên được đề nghị thì Eberhofer là tên của một cảnh sát trong bộ truyện nổi tiếng ở tại Bavaria đã được nhiều người ủng hộ nhất và con heo đã được đặt tên lại vào hôm thứ Ba trong một buổi lễ có cả một chiếc bánh lớn. Eberhofer đã đứng phía sau bụi cây trong suốt buổi lễ để mà phần lớn chiếc bánh lại cho những con heo khác. Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát triển đũa điện giúp tăng vị mặn. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát triển đũa điện giúp tăng vị mặn có khả năng hỗ trợ cho những người cần giảm lượng muối trong khẩu phần ăn của họ. Giáo sư Homei Miyashita của Đại học Meiji và nhà sản xuất nước giải khát Kirin đã tạo ra loại đũa tăng cường vị giác này bằng cách sử dụng kích thích điện và một thiết bị đeo trên cổ tay. Giáo sư cho biết, thiết bị này sử dụng một dòng điện nhẹ để truyền các ion natri từ thực phẩm qua đũa đến miệng, giúp tạo ra cảm giác của vị mặn. Kết quả là loại đũa đặc biệt này có thể tăng độ mặn của thức ăn lên gấp rưỡi. Miyashita và phòng thí nghiệm của ông đã khám phá ra nhiều cách khác nhau mà công nghệ có thể kích thích trải nghiệm giác quan của con người. Ông đã phát triển một thiết bị giống như màn hình TV mô phỏng mùi vị. Khi dùng thiết bị này, người dùng có thể nếm được các mùi vị thức ăn khác nhau. Đũa tạo ra vị mặn được xem là một giải pháp hữu dụng để bảo vệ cho sức khỏe của người dân Nhật Bản, nơi chế độ ăn uống truyền thống chuộng vị mặn. Người trưởng thành Nhật Bản trung bình tiêu thụ khoảng 10 gram muối mỗi ngày, cao gấp đôi so với khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Lượng muối dư thừa làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, đột quỵ và nhiều bệnh khác. Nhà nghiên cứu Aisato của Kirin nói rằng, nếu chúng ta cố gắng giảm lượng muối theo cách thông thường, chúng ta sẽ phải đành lòng cắt đi những món ăn yêu thích khỏi chế độ ăn uống của mình, hoặc là phải ăn thức ăn nhạt nhẽo. Giáo sư Miyashita và Kirin đang hoàn thiện loại đũa tăng vị mặn và hy vọng có thể thương mại hóa chúng vào đầu năm tới. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin quốc tế của Hồn Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.